Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế giới trong tầm tay với anh Trần Nguyễn Đắng. Anh kính chào anh Đắng. Chào chị Đăng. Dạ, một trong những cái đất nước mà phải nói là rất là ít người biết đến, hoặc là rất là nhiều người biết đến nhưng mà thực sự là chưa có ai có thể hình dung được là nơi đó bằng cách nào, hoặc là rất ít người đã tới đó rồi, thì đó là đất nước mà anh muốn nói tới, đó chính là Bhutan. Bhutan. Dạ, thì không biết là anh Thắng có dịp đi Bhutan bao giờ chưa ạ? Tôi đã có dịp đến Bhutan tương đối là khá nhiều lần, Dạ. cũng phải 5-6 lần gì đó. Dạ. Thì đất nước Bhutan là một cái đất nước mà tôi nghĩ nếu mà chúng ta có cơ hội để đến Bhutan để tìm hiểu về một cái văn hóa, tìm hiểu về một cái đời sống, về tìm hiểu về một cái tôn giáo, thì có lẽ Bhutan là một cái đất nước hết sức là đặc biệt để chúng ta có thể đến đây. Mà nếu chúng ta không có dịp đến được với Tibet, tức là Tây Tạng đó, thì chúng ta đến Bhutan cũng tương đối là đã tạm đủ để chúng ta hiểu một số những văn hóa của người Tây Tạng. Tại vì Tây Tạng và Bhutan nó có một số điểm chung với nhau. Tại vì ngày xưa biên giới của hai xứ nó cũng là cùng với nhau, và đặc biệt là cái văn hóa của Bhutan nó cũng có một số ảnh hưởng nhất định từ bên Tây Tạng sang. Dạ, thì nhắc tới Bhutan thì người tất nhiên là nhân thắng nói là nhắc tới một cái nền văn hóa rất là hay, rất là lạ mà không phải là ai cũng biết đến về cái chuyện đó. Nhưng mà khoan, mình khoan đi, nói thì mình nói trước về cái địa lý trước đi anh Thắng. Cái địa lý thì Bhutan là một đất nước nó nằm trên cái khu vực của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Dạ. Thì như nhất anh biết, Hy Mã Lạp Sơn là một cái khu vực núi kéo dài suốt từ bên gọi là Tây Bắc cho xuống phía Đông Nam. Thì Dạ. đó nó chạy dài như vậy, thành ra nó đi tới khoảng 2.400 cây số. Và cái đất nước Bhutan nó nằm ngay cái khúc cuối của cái dãy Hy Mã Lạp Sơn, thành ra tương đối là cái độ cao của nó không còn cao nhiều nữa và nó bắt đầu thoái thoải xuống. Thế tuy nhiên nói là không cao nữa thì nó cũng phải có cái những có những ngọn núi tương đối nó cũng còn và trên mấy ngàn mét, 5-6 ngàn mét. Và chúng ta đến với Bhutan là cái khu vực đồi núi thì nó cũng cao cỡ khoảng 2 cây số, ít Dạ. nhất là 2 cây số trở Dạ. lên, cho đến 2 đến 3 cây số tùy theo cái thành phố nào chúng ta đến. Thì đó cũng là một trong những cái địa điểm mà chúng ta cần biết để chúng ta có xem Bhutan nó có phải ở là những thành phố khó thở hay không, hoặc là những thành phố mà quá cao để chúng ta không có thể đến chơi được hay không. Dạ. Thì khi mà nhân nghe nói trên mạng internet người ta hay nói là tới Bhutan là khó. Thì có phải có khó không anh Thắng? Có Thực đúng hay sự không? chúng ta đến Bhutan thì không khó, Dạ. nhưng mà dĩ nhiên thì đây là một đất nước tương đối là nhỏ, khoảng hơn 40.000 cây số vuông thôi, và dĩ nhiên một cái dân số họ cũng rất là giới hạn, là tôi nghe nhớ không lầm thì khoảng chưa tới 800.000 người, thành ra mở ở một cái vùng đất nhỏ như vậy và nó là một cái dân số ít như vậy và lại nằm giữa hai cái quốc gia khổng lồ. Cái biên giới của nó một bên là bên Trung Hoa và một bên thì nó là Ấn Độ. Thành ra nó giống như là cái miếng một miếng thịt nhỏ nằm giữa hai cái bánh sandwich, hay nó Dạ. ép lại. Thành Dạ. từ thành từ đây là một cái khu vực tương đối cái văn hóa của họ thì thuộc về bên Ấn Độ nhiều hơn. Nhưng mà bù lại thì họ rất là ngại về cái văn hóa của người Trung Hoa và có thể đến với họ bất cứ lúc nào. Thành thử là đến với cái khu vực của Bhutan chúng ta cũng có dịp biết về địa lý và đồng thời biết về những cái ảnh hưởng của các đất nước lớn ngay bên cạnh họ. Dạ. Nhưng mà từ Mỹ mà mình tới Bhutan thì trong khoảng bao lâu và đi Tất như thế cả các nào nước ạ? khác mà mình nói chung như thế này, nếu tất cả các đất nước khác quý vị đang ở những cái thành phố ở trên thế giới khác nhau, nhưng mà chúng ta đến Bhutan không có một chuyến bay nào có thể bay thẳng đến Bhutan được hết, là chúng ta phải đến với Nepal trước. Nepal là cái thành là cái đất nước nằm về phía bắc, gọi là Tây Bắc của bên Bhutan, và chúng ta đến với thành phố thủ đô Kathmandu của Nepal á, thì từ Kathmandu thành phố Kathmandu thì chúng ta mới lấy chuyến bay để chúng ta bay vào Bhutan, là chứ chúng ta không có thể có chuyến bay nào đi thẳng vào Bhutan cả. Tương đối là phi trường của Bhutan rất là nhỏ, và dĩ nhiên và cái cách bay của những người phi công qua cái vùng này để landing xuống cái phi trường của Bhutan á, tương đối cũng không phải dễ dàng, và họ cần đòi hỏi có một số những cái training nào đó về cách để mà vào cái không gian, vào cái khu vực của bên Bhutan và đáp xuống cái phi trường ở Paro. Đó là một thành phố có một cái sân bay duy nhất để người ta có thể đáp xuống với đất nước Bhutan. Dạ, nãy như mà anh Thắng có nói đó là đây là một đất nước rất là nhỏ mà chỉ có 800.000 người thôi. Thì như vậy thì người ta có là mở cửa để cho du lịch khi mà du khách tới hay không? Thực sự nói đến về mở cửa cho du khách đó, thì phải đến cái cho đến bây giờ là từ năm đầu năm 1907 cho đến bây giờ đó, Bhutan đã trải qua 5 đời vua.
Và bây giờ một vị vua rất là trẻ và rất là đẹp trai, rất là nổi tiếng của Bhutan, nó đi khắp cái hình ảnh đi khắp thế giới, thì đó là vị vua thứ năm. Cái người mà lập ra cái triều đại vua bây giờ, quan chức bây giờ đó, thì đó là cái ông vua vào năm 1907. Và năm 1907 thì họ chưa có mở cửa với thế giới, phải đợi đến vị vua thứ ba thì ông mới bắt đầu mở cửa cho thế giới, đó vào khoảng năm 1952 thì phải, nếu tôi không nhớ không lầm, hay là 1974 gì đó, thì Bhutan mới bắt đầu mở cửa. Và vị vua này đã là một trong những vị vua rất là cấp tiến, thành ra ông đã cho liên lạc với thế giới bên ngoài. Và sau đó thì đã mở cửa ra, và mở cửa, và ông cũng là người đặc biệt nữa, làm cái đặc biệt nữa là cái mở cửa của ông ấy bằng cách là thay vì ông là vua không, thì ông lại đổi qua cái quân chủ lập hiến. Có nghĩa là bây giờ ông cho người dân đi bầu ra quốc hội, là quốc hội lập hiến mà, tức là có vua nhưng mà có cả quốc hội để biết được ý kiến của người dân và có thủ tướng làm việc. Thành thử đó là một cái thay đổi từ cái vị vua thứ ba, và sau đó thì đổi qua cái vị vua thứ tư. Thì ông thứ ba, vị vua thứ ba thì ông mất sớm lắm, ông mới có 45 tuổi là ông mất rồi. Còn ông vua thứ tư lên đó, tức là bố của ông vua hiện tại bây giờ đó, thì ông mới lên ngôi mới có 16 tuổi. Và nhưng mà ông lại tiếp tục cái con đường của ông bố, và bây giờ thì thay đổi. Và ông bố sau khi một thời gian cai trị, ông bố năm nay mới có sống mấy thôi, thì ông lại nhường ngôi cho ông người con. Người con đó chính là vị vua hiện tại là thứ năm. Và ông này đã được học, người đi du học ở bên Anh, bên phương Tây. Thành ra ông cũng có lẽ ông có nhiều cái suy nghĩ khác nhau lắm. Suy nghĩ về tôn giáo, suy nghĩ về cái đời sống xã hội và ngay cả gia đình, có lẽ cũng là một trong những cái thay đổi hoàn toàn. Rồi đúng như anh Thắng, như những gì mà anh Thắng chỉ vừa mới kể như vậy thôi, mà nhanh đi nghe lại, nhanh cảm thấy là nó khác so rất là nhiều so với những cái nơi khác khi mà mình đi tới du lịch. Mà thực sự nếu như mà cảm nhận như anh, mà nếu như được đặt chân tới Bhutan thì sẽ thấy là sẽ có một cái cảm giác là nó sẽ hầu như là cứ một cái không thể nào mà diễn tả được, đúng không anh Thắng? Đúng vậy. Tuy nhiên chúng ta đến Bhutan, nếu chúng ta chuẩn bị một số những cái sự cái học hỏi hoặc là những cái tìm hiểu về cái đất nước Bhutan đó, chúng ta sang thì chúng ta mới thích thú hơn. Tại vì nó có nhiều cái điểm để cho chúng ta ngoài cái suy nghĩ của mình. Có nghĩa là chúng ta, nếu chúng ta mang cái suy nghĩ theo cái kiểu của mình hiện tại ở đây, ví dụ như chúng ta đang ở bên Mỹ chẳng hạn, chúng ta đang sinh sống ở Mỹ trong một cái văn hóa của người Việt Nam chẳng hạn, chúng ta qua bên kia chúng ta có thể bị thấy mâu thuẫn rất là nhiều. Tại vì mình thấy họ, mình mới nói họ cái gì sao kỳ vậy, cái gì cũng kỳ vậy. Thực ra họ kỳ với mình thôi. Chứ còn đối với họ, họ cũng nhìn lại, họ nhìn mình, họ nói sao mình cũng kỳ vậy. Thành ra những cái điểm đó là cái điểm mà có thể một số chúng ta không để ý, thành ra chúng ta sang chúng ta ngỡ ngàng và chúng ta sẽ không thấy được cái hay của họ. Nhưng mà nếu chúng ta không còn thấy kỳ nữa đó, chúng ta thấy hay lắm. Vậy thì những cái gì lạ ở Bhutan thì trong phần 2 anh Thắng sẽ kể. Đúng vậy, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp trong cái phần 2. Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay. Và hôm nay là một chương trình rất là đặc biệt đối với Nhân Anh, tại vì Nhân rất là thích Bhutan. Nên mà khi mà anh Thắng nói Bhutan là anh Thắng phải kể cho Nhân Anh cũng như khán giả nhiều lên một chút nữa. Thì trong phần 1 mình đã nói về qua Bhutan một chút sơ sơ về địa lý rồi, thì phần 2 là mình sẽ tập trung về những cái điểm nào mà hấp dẫn ở Bhutan anh Thắng? Thành ra bây giờ chúng ta nếu nói về hấp dẫn, về những cái nó khác biệt đó, thì có lẽ chúng ta sẽ nên nói chuyện một chút về một cái thành phố đi. Thì đến với Bhutan đó, thì chúng ta biết đất nước nhỏ, 40.000 cái số vuông, 800.000 dân số. Và bây giờ thành phố thủ đô là cái gì? Là Thimphu. Thimphu là thành phố thủ đô, nhưng mà thủ đô nó có bao nhiêu dân? Khoảng 110.000 dân. 110.000 dân thôi. Thành phố nó có gì lạ? Thành phố hoàn toàn không có một cái đèn xanh đèn đỏ nào cả. Số lượng xe có bao nhiêu cái? Khoảng hơn 40.000 cái xe. Và chạy xe không hề có đèn xanh đèn đỏ, và cũng không có stop sign, và chỉ có một cái duy nhất, có một cái bot, cái đồn của cảnh sát đứng để chỉ đường trong lúc vào cái thời điểm kia đông xe thôi. Còn con phố chính của Thimphu dài bao nhiêu? Khoảng 2 cây số. Và đặc biệt nó có gì? Nó có một cái quảng trường Club Square và nơi hẹn hò tất cả đó. Thành ra vừa nói chuyện cho Nhất Anh một cái con số, một cái data rất là nhanh không? Thành ra Nhất Anh cảm thấy không, cái thành phố thủ đô gì mà có chút xíu mà nói được có vài cái điểm đó là nó dính hết rồi. Nhưng mà cái sinh hoạt của nó là một cái sinh hoạt lạ, mà chúng ta xuống ngay cái trung tâm đó, chúng ta ở đó và chúng ta đi, có thể đi dạo một vòng và chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta thấy như vậy một thành phố nhỏ nó đáng sống không, hay là một thành phố lớn mới đáng sống. Thành những cái điểm đó cho chúng ta những cái cảm nhận khác biệt giữa cái Bhutan với một cái thành phố ồn ào như New York hoặc là London hoặc là Tokyo. Người dân họ có phải rush chạy để đi tới khu vực xe điện không, hay là người ta lái xe có thể ào ào bấm còi không,
Nhưng cái điều đó chúng ta thấy rất là hiếm ở ngay trong thành phố thủ đô của Bhutan, đó là thành phố Thimphu. Có nghĩa là đời sống của bên của người dân ở đó thì có vẻ là có vẻ nhẹ nhàng hơn, đúng nó không nhẹ anh nhàng Thắng? hơn và nó nhỏ nhắn hơn, và dĩ nhiên nó chỉ tập trung vào một cái khu vực có chỉ hai dài 2 cây số và bên ngang chừng cũng 1,5 cây gì đó, và chúng ta có thể thấy cái sinh hoạt nó hoàn toàn trong đó. Thế tuy nhiên nếu chúng ta muốn đi xem những cái di tích lịch sử của họ, những cái điểm văn hóa riêng của họ, chúng ta phải đi ra khỏi cái Thimphu một chút xíu. Thimphu thì nó có cái thành phố Thimphu, nhưng mà cái thủ đô Thimphu thì nó chỉ nói sao nó giống như là cái tiểu bang New York chẳng hạn. Trong tiểu bang New York có thành phố New York, thì Thimphu nó cũng phải, nó là một cái lớn, trong đó có cái gọi là trung tâm thành phố Thimphu, và chúng ta ở trong đó chúng ta cũng có thể thấy được những cái sinh hoạt về thể thao, về văn hóa, về tôn giáo, về sinh hoạt xã hội của họ, và ngay cả những cái có dịp chúng ta sẽ nói về những cái night club ở đó chẳng hạn. Đừng tưởng là Bhutan không có night club, không có những quán bar, không có con pub, cũng có, nhưng mà nó có khác biệt với cái bar, cái pub hoặc là những cái night club của chúng ta ở bên một cái thành phố lớn như Tokyo, như là Los Angeles, hoặc là bên New York, London, Paris hay không, thì đó là cái điểm mà chúng ta có thể nói chuyện thêm. Vậy thì khi mà đi ra khỏi cái thành phố thủ đô của Bhutan rồi, thì ở những thành phố khác thì nó có gần gần nhau không, hay là đi cái lúc chúng mà ta đi ra như thế khỏi nào chừng 60 cây số là chúng ta đã đi qua một thành phố khác rồi. Chẳng hạn như lúc nãy cái thành phố mà tôi nói là thành phố cái chỗ mà máy bay lên xuống đó, đáp xuống cái phi trường đó, thì đó là thành phố Paro. Paro là cái thành phố nhỏ, nhưng mà đó lại cũng có những cái di tích rất đặc biệt, nhưng mà nói ra bây giờ chắc là nhất anh biết ngay, Tiger Nest là cái chú sứ của hồ, tôi dùng cái chữ là chú sứ của hồ, nó nằm ở ngay cái khu vực của thành phố Paro. Đó. Và chúng ta tới Bhutan, tất cả du lịch của thế giới mà đến Bhutan, có lẽ tất cả những du khách mà đã mang cái tâm trạng muốn đến thăm cái thành phố, đến đất nước Bhutan đó, không ai là không muốn đến ghé qua một lần, đặt chân đến cái Tiger Nest, chú sứ của hồ, và đó là một cái điểm hết sức đặc biệt. Nó vừa mang tính cách biểu tượng của đất nước Bhutan, nó vừa mang cái tính cách là đó, tôn giáo của Bhutan cũng xuất phát từ đó, và những cái điểm văn hóa của nó và những cái ý chí của những người dân của Bhutan ở đó, tại vì ai cũng muốn một lần lên tới Tiger Nest để mà biết về cái hồn ngày xưa của Bhutan như thế nào, thì phải đến Tiger Nest, và đó là cái những cái điểm đặc biệt như vậy. Và nếu mà muốn đi thêm những cái thắng cảnh khác, nghĩa là tôi chưa đi hết được tất cả những thành phố của Bhutan, nhưng mà một trong những thành phố mà nổi tiếng và đẹp là Punakha. Punakha là một cái, nó nằm, nó không phải là một cái cao nguyên nữa, nó là một cái thung lũng xuống thấp nhất ở trong cái khu vực của đất nước Bhutan. Nhưng mà đến đó chúng ta mới thưởng thức được những cánh đồng ruộng lúa, rồi những cái điểm văn hóa, những cái nhà thờ, xin lỗi, những cái nhà chùa và những cái đền đều được xây dựng ở Punakha ngày xưa. Punakha là một cố đô ngày xưa của Bhutan. Và nó cũng là cái nét. Và bây giờ thì thấy một cái thành phố lớn như vậy chưa tới 30.000 dân, thành thử chúng ta thấy nó có những cái nét hoàn toàn gọi là mộc mạc, và có những cái nét gọi là còn đơn sơ bình dị và bình dị cho với những người du khách đến. Và chúng ta cảm thấy ở Bhutan cho mình một cái cảm giác không gian nhẹ nhàng, thoải mái, và đồng thời cái sinh hoạt văn hóa của họ cho ta những cái lạ lạ trong cái đời sống của con người, của cái thế giới thế kỷ 21 bây giờ. Vậy thì đó, thật ra giống như mà ví dụ như một người nào đó đi mà khi mà nghe kể là ồ này nó như như thành cái thành phố này nó không có gì hết, nó chỉ như những cái gì nó cũng êm đềm, thì có thể là một số người ta nghe, người ta cảm thấy ồ cái này chắc là người ta sẽ không đi tại vì nó chán, đúng không ạ? Đúng vậy. Nhưng mà đối với nhất anh với lại hoặc là một số người, nếu như mà cảm giác mình đã có mình sinh sống ở một cái nơi mà ồn ào náo nhiệt, và thực sự mình tới tới một nơi đó là một nơi rất là hiếm luôn, đúng không? Bây giờ mình phải nói như thế này cho nó dễ dàng hơn. Chúng ta không cần so sánh một cái thành phố lớn như là Los Angeles, như New York, Tokyo hay London hay Paris với Bhutan. Tại vì mình không thể so sánh như vậy được. Nhưng mà chúng ta có thể so sánh một cái miền quê ở bên Mỹ, một miền quê ở bên Nhật, một miền quê ở bên Anh, hoặc là một miền quê ở bên Pháp chẳng hạn. Thì chúng ta thấy những miền quê đó so sánh với cái Bhutan thì như thế nào thôi. Thì trong những cái đó thì Bhutan có thể coi như giống như một cái làng quê của một cái đất nước lớn. Thế nhưng mà trong cái miền quê đó, nó hoàn toàn nó chứa một cái chương trình về
giáo dục, về thể thao, về tôn giáo, về những lễ hội của nó hoàn toàn mang một cái nét gọi là rất là đích thực với đời sống, và nó tạo cho cái người dân của ta họ liên kết lại với nhau và không có buồn chán như mình nghĩ. Nếu chúng ta ở đó lâu và chúng ta tìm thấy từ những cái nét hay của họ rất là vui. Chẳng hạn như tôi nói đến cái thành phố Thimphu mà thủ đô của Bhutan á, giá cả sinh hoạt của họ rất là rẻ. Dĩ nhiên những cái tour đi du lịch và làm vào đó thì không phải là rẻ được, thường thường là đều mắc, tại vì họ kinh tế của họ cũng nắm trong một số những vấn đề du lịch và một số những cái vấn đề là có một sự trao đổi buôn bán với thế giới bên ngoài. Nhưng mà chẳng hạn như tôi nói thí dụ như nhất anh hình dung là tôi có đi qua đó và tôi đi tìm một cái tiệm hớt tóc bên đó, và cái hớt tóc của tôi là họ rất là nhanh, họ rất là khéo tay, có $1 thôi. Thì $1 thì chúng ta thấy là cái giá sinh hoạt của cái thủ đô Thimphu của Bhutan như vậy là tương đối là giá rẻ. Thế tuy nhiên thì nó không có đầy đủ cái tiện nghi như là chúng ta chỉ có hớt tóc thôi, chúng ta không có gội đầu được, tại vì nó là một cái quán rất là nhỏ và đó chỉ có cái gương và cái người đứng để hớt tóc, và đặc biệt là họ hớt tóc mình muốn hớt tóc kiểu nào, tung đơ cũng được và mình hớt tóc bằng kéo cũng được, họ rất là khéo tay. Và những người nghệ nhân đó mà tôi nghĩ là họ có dịp sang Hoa Kỳ hoặc là sang những thế giới bên ngoài, Tokyo hay là bên, họ làm rất là nhiều tiền chứ không phải ít tiền được, tại vì cái họ quá khéo tay đi. Đó. Thế tuy nhiên thì mỗi nơi nó có một cái văn hóa khác nhau và cái đời sống xã hội khác nhau, thành ra mình không có thể so sánh được. Nhưng mà bù lại thì ngoài những cái sinh hoạt ăn uống rẻ, họ cũng cố gắng có những cái tiệm cà phê Uli cà phê ở bên đó để cho du khách có thể vào ngồi ăn một cái cheesecake, uống một ly cà phê. Thì dĩ nhiên cái giá cả vẫn còn rẻ hơn bên Mỹ của chúng ta. Thế nhưng mà dù muốn dù không thì phải nói là đắt hơn với người bản xứ rất là nhiều. Thành ra những nơi chốn đó để dành cho người du khách ngoại quốc, chứ không phải du khách trong. Nhưng mà bù lại thì cái sinh hoạt của họ về những cái tôn giáo, về những cái lễ hội rất là phong phú, rất là hay. Tôi có gì thưởng thức thì tôi rất là thích thú về trong những cái môn thể thao đó. Nhưng mà còn với vấn đề tôn giáo thì chúng ta cần phải có một chút nói chuyện riêng một chút xíu, tại vì cái tôn giáo của họ rất là đặc biệt. Mà khi nói đến tôn giáo là phải nói đến Tigerness. Khi nào chúng ta bàn về Tigerness chúng ta mới nói về tôn giáo của chúng ta. Vậy thì Nhan sẽ hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau, khi mà anh Thắng sẽ dẫn nhất anh đi đến Tigerness của Bhutan. Ok, nhất anh. Cảm ơn anh Thắng.